Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 9 tháng 10 cho biết, hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa ông với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra sau bầu cử giữa kỳ ở Mỹ ngày 6 tháng 11. Ông Trump cũng cho hay kế hoạch cho cuộc họp đang được xúc tiến, đồng thời ca ngợi những tiến bộ đạt được cho đến nay. Nhưng các chuyên gia tỏ vẻ hoài nghi về những gì Ngoại trưởng Pompeo đã đạt được trong chuyến đi lần thứ tư, chuyến đi mới nhất đến Bình Nhưỡng. Các chuyên gia này cho rằng, lãnh tụ Triều Tiên dường như chỉ kéo dài thời gian và lặp lại những lời hứa cũ trong vấn đề giải giới hạt nhân.